Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày 12 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 6, đoàn kiểm tra số 5 của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy về triển khai nội dung kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban thường trực tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tự kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu và chủ động bố trí thời gian làm việc để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra số 5. Đồng thời nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung, đặc biệt là công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng như các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc các quy định hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 39 của Bộ Chính trị khóa 11 về bảo vệ chính trị nội bộ nhằm đánh giá những việc làm được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Sáng nay ngày 12 tháng 6, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm động viên và tặng quà cán bộ kỹ sư công nhân đang trực tiếp thi công công trình dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua các huyện Hà Trung và Hoàng Hóa đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh động viên các lực lượng tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc, tổ chức tốt công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại thuận tiện, bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động. Lãnh đạo hội cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương có đường dây 500 kV đi qua để mạnh tuyên truyền để cán bộ hội viên và nhân dân hiểu hơn chủ trương của Đảng, nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công. Phát huy tinh thần tương trợ tổ chức lao động công ích, tạo khí thế mới, phong trào hăng say lao động có phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định số 485 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hoàng hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Theo đó sẽ xây dựng đô thị Hoàng hóa phát triển bền vững, khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế cho phát triển với phát triển công nghiệp dịch vụ du lịch là nền tảng về mục tiêu, đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hoàng hóa trở thành thị xã đô thị loại 4. Đến năm 2045, Hoàng hóa là đô thị hiện đại, sinh thái, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, có mức sống cao, kết nối chặt chẽ với thành phố Thanh hóa và các đô thị lân cận. Về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Chương trình ô cốp được tỉnh Thanh Hóa triển khai từ năm 2018 đồng bộ ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Đáng chú ý giai đoạn 2021-2025, chương trình ô cốp đã có bước đột phá, trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh, gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, quy định xã nông thôn mới nâng cao phải có ít nhất một sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 500 sản phẩm ô cốp. Chương trình ô cốp đã thực sự làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân khu vực nông thôn. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên người lao động được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 với hình thức thi trắc nghiệm trên cổng thi trực tuyến. Giai đoạn 2 là phần thi sáng tạo video clip tiểu phẩm hoặc thuyết trình diễn ra vào tháng 6 năm 2024. Kết thúc giai đoạn 1, tỉnh Thanh Hóa đã có 159.778 lượt dự thi, xếp thứ hai toàn quốc. Tham gia cuộc thi, mỗi một đoàn viên công nhân viên trước lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ, biết sâu, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết đại hội 13 công đoàn Việt Nam vào cuộc sống. Thời gian qua, công an huyện Thọ Xuân duy trì công tác kiểm soát tải trọng phương tiện với phương châm không để lọt phương tiện chở quá khổ quá tải lưu thông trên đường. Công an huyện Thọ Xuân đã bố trí các tổ tuần tra tại các tuyến đường nơi gần điểm mò để kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm. Tính từ đầu năm đến nay, công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện và xử lý 51 trường hợp vi phạm tải trọng. Hiện tình trạng vi phạm tải trọng trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã cơ bản được kiểm soát. Tiếp theo là phần tin trong nước. Tại kỳ họp lần thứ 10 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra ngày 11 tháng 6 ở thủ đô Paris, Pháp, Việt Nam đã được các nước thành viên tiến nhiệm cao bầu làm phó chủ tịch Đại hội đồng. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, một lần nữa cho thấy vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và năng lực điều hành của ta tại các thể chế đa phương toàn cầu và đặc biệt là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể trong nước và trên thế giới. Với trên 240 dự án có tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam hiện là một trong ba quốc gia đầu tư nhiều nhất trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Lào không chỉ những dự án đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, nhiều dự án dù đang trong quá trình cơ cấu và đầu tư nhưng cũng rất chú trọng và làm tốt công tác an sinh xã hội, được lãnh đạo và người dân Lào ghi nhận và đánh giá cao. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm tháng đầu năm nay tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng thời điểm này năm ngoái, chỉ số này đã giảm 2%. Số liệu này cho thấy sự phục hồi ngày càng rõ nét của sản xuất công nghiệp. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó cục trưởng cục công nghiệp Bộ Công Thương nhận định, các giải pháp về kích cầu trong sản xuất, cụ thể là giải ngân vốn đầu tư công cũng như các chính sách của chính phủ đã góp phần làm cho năng lực của các doanh nghiệp sản xuất trong nước được tăng cao trong thời gian vừa qua. Khả năng thu hút FDI cũng như giải ngân vốn FDI cũng là một trong những động lực để góp phần cho sự phát triển của ngành công nghiệp. Trong tháng 5, xuất khẩu thủy sản của nước ta ước đạt 810 triệu đô la Mỹ, trong đó, xuất khẩu cá ngừ và cua ghẹ tiếp tục bứt phá kim ngạch đạt gần 100 triệu đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy trong 5 tháng đầu năm xuất khẩu cá ngừ đạt gần 400 triệu đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện các sản phẩm cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đã tiếp cận được hơn 65 thị trường, trong đó Mỹ, EU và Israel là ba thị trường nhập khẩu nhiều nhất. Trong vòng một tuần qua, giá vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển đi châu Âu và Mỹ lại có nhiều biến động. Chỉ số container của thế giới Drury tăng 12% ở mức 4.716 đô la Mỹ đối với container loại 40 feet. Thêm vào đó, tình trạng tắc nghẽn tại các cảng ở Singapore và Dubai đang làm tình hình vận tải biển quốc tế thêm căng thẳng và gây ra tác động không nhỏ đến việc xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Trước diễn biến tăng nhanh của cước vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã gửi công văn đến các đơn vị có liên quan nhằm tăng cường việc giám sát giá và phụ thu ngoài giá. Cục Hàng hải cũng giao cho các chi cục hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng làm việc với các hãng tàu tại Việt Nam về vấn đề tăng giá. Việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã cung cấp 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm cho nhà nước xã hội gần 3.500 tỷ đồng một năm. Ứng dụng VNID được người dân hưởng ứng sử dụng với số lượng truy cập khoảng 29,3 triệu lượt một tháng. Doanh nghiệp xác thực căn cước khoảng 500.000 lượt một tháng, 100% học sinh nộp hồ sơ và xét điểm ưu tiên thông qua dữ liệu dân cư. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ nay đến hết ngày 31 tháng 10, đường sắt áp dụng chính sách giảm giá cho học sinh thi đại học, nhập học mùa thi năm 2024. Học sinh đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được ngành đường sắt giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu. Điều kiện khi mua vé hết đi tàu, học sinh cung cấp giấy báo thi, thẻ dự thi, giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ, mua vé hết tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các địa phương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác y tế phục vụ kỳ thi, đảm bảo cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo an toàn thực phẩm. Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng từ 5 đến 10 giường bệnh và đảm bảo cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu người bệnh. Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện trẻ em ở nước ta sử dụng từ 5 đến 7 tiếng một ngày vào internet, cao hơn 2 đến 3 lần so với khuyến cáo con số này còn có thể cao hơn trong mùa hè. Để tránh tình trạng trẻ làm dụng thiết bị điện tử dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, các chuyên gia khuyến cáo thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ chỉ nên giới hạn trong 1 giờ mỗi ngày. Ưu tiên các chương trình được ba mẹ kiểm soát mang tính hữu ích thiết thực với trẻ. Bên cạnh đó, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động vui chơi, vận động ngoài trời. Một phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm đoạt số tiền gần 6 tỷ đồng khi nghe theo lời các đối tượng tự xưng là cán bộ công an cài phần mềm dịch vụ công giả mạo đây không phải là lần đầu tiên có người trình báo bị lừa đảo theo phương thức thủ đoạn trên để phòng tránh lừa đảo công an đề nghị người dân cảnh giác tuyệt đối không cài đặt các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến nếu cài đặt phần mềm giả mạo có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại các tin nhắn của gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền của bị hại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.